Xin chào, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cách chuyển đổi kênh YouTube về tài khoản Gmail khác. Thì đây là cái cách mới nhất 2016. Mở một cái new tab, Control N, bạn phải vào trang businessgoogle.com/va. Rồi, tôi sẽ tạo một cái trang Google cộng cùng tên với cái kênh YouTube muốn chuyển về cái tài khoản Gmail này quản lý. YouTube đó nó đang được quản lý trong cái địa chỉ Gmail này, và cái kênh đó nó tên là Người Cát Tây Ôn. Và muốn chuyển cái kênh này về cái địa chỉ Gmail kia quản lý thì như thế nào? Tiếp theo, tôi tạo Google Pay. Sau khi tạo xong cái trang này rồi, vô vấn đề chính là bây giờ tôi đã tạo xong một cái trang Google Pay nữa rồi, một cái địa chỉ Gmail nó quản lý được tới 100 cái Google Pay. Mà cái cách tạo Google Pay là các bạn nhớ chưa, business.google.com/create là sẽ tạo được Google Pay. Cái Google Pay này tôi đã tạo xong rồi, và bây giờ tôi sẽ vô cái phần cài đặt. Ở phần cài đặt này tôi sẽ chọn cái mục manager, người quản lý chính cái Google Pay này là cái địa chỉ Gmail của tôi. Và bây giờ tôi add thêm một cái người quản lý phụ nữa, đó là cái địa chỉ email này. Đây, cái địa chỉ email này nó quản lý cái kênh YouTube này, nên tôi phải add cái người quản lý phụ vô trong này là người quản lý. Mời cái địa chỉ email này làm quản lý. Còn cái tài khoản này chính là chủ sở hữu của cái Google Pay này. Và tôi vô đây tôi xem email, có nhận được một email mới nè. Mà mình tôi muốn mời người cá tôi làm người quản lý, nhấn chấp nhận mới được nha các bạn. Rồi. Rồi, vô rồi đây. Rồi, bây giờ đã trở thành người quản lý rồi. Và cái người quản lý này á, mà muốn quản lý cái kênh YouTube, quản lý cái kênh YouTube của người cá Tuyun á, thì phải đợi sau một ngày mới chuyển đổi được, thấy không? Muốn chuyển người quản lý lên thành chủ sở hữu phải đợi một ngày. Sau một ngày trôi qua thì bây giờ mình đã có thể chuyển cái quyền chủ sở hữu sang cái tài khoản này. Rồi, chuyển. Khi trở thành chủ sở hữu thì mình mới được quyền chuyển đổi kênh YouTube. Rồi bây giờ mình đi qua cái bên cái trang kia, vô phần YouTube, phần cài đặt ở đây. Rồi mình vô cái mục nâng cao, mình chọn là chuyển kênh YouTube ở phía dưới này, mù đó, đó, chuyển kênh. Rồi nó bắt mình là phải nhập lại mật khẩu. Sau khi nhập lại mật khẩu rồi vô trang này, thì cái tài khoản YouTube này nó đang bị quản lý bởi cái Google Profile. Và bây giờ mình muốn chuyển sang cái Google cộng, là cái trang Google cộng mới trở thành chủ sở hữu, là trang này, nhấn vô. Rồi nhấn mua kênh, thì cái kênh YouTube này nó sẽ chuyển qua cái tài khoản Google cộng này. Rồi chuyển kênh, trở về cái phần cài đặt quản lý ở đây. Mình chuyển trở lại thành chủ sở hữu là cái kia. Còn cái trang mà này mình cho nó xuống luôn cái quyền quản lý là quản lý phụ thôi.